Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay nhà mình lại tiếp tục dỡ sắn để trả đơn cho mọi người. Đây. Mọi người ai có nhu cầu muốn mua sắn dây ta kinh môn củ tươi ấy, có thể liên hệ với mình qua số điện thoại mình ghi ở trên màn hình mọi người nhé. Đây, hôm nay nhà mình lại tiếp tục dỡ hàng để đóng hàng trả cho khách này. Được sự ủng hộ của mọi người cho nên là ngày nào nhà mình cũng có đơn. Như hôm nay nhà mình lại tiếp tục đóng đơn 1 tấn cho chị khách ở Bắc Linh. Thì tùy theo cái số lượng khách đặt và khách ở xa hay ở gần thì nhà mình sẽ có những cái cách đóng hàng khác nhau. Nếu mà khách mà có đi xe về tận nơi chỗ mình ấy thì nhà mình sẽ vận chuyển trực tiếp lên xe cho khách. Còn nếu mà khách ở xa và mình phải gửi xe ấy, thì mình sẽ đóng gọn vào những cái bao như thế này. Mỗi bao sẽ là 80 cân. Thì đóng như thế này thì rất dễ dàng trong cái quá trình vận chuyển và lên xuống xe ấy, nó sẽ được tiện hơn. Mọi người đặt hàng bên mình thì cũng cứ yên tâm, hàng nhà mình thì 100% là sắn mới, có đơn đặt hàng thì nhà mình mới dỡ sắn. Còn bây giờ thì mọi người cùng xem cái quá trình nhà mình đóng hàng và vận chuyển hàng lên xe cho khách như thế nào mọi người nhé. Nếu mà có nhu cầu đặt hàng thì mọi người cứ liên hệ với số điện thoại mình ghi ở trên màn hình 0986139155. Bây giờ mình sẽ quay cho mọi người xem quá trình nhà mình đóng bao và vận chuyển hàng lên xe cho khách. Thế nên là mọi người đặt hàng bên mình thì mọi người cứ yên tâm nhé. Bên mình thì hoàn toàn là sắn mới và củ nó rất là đạt bột đấy. Gần như là 5 cân củ sẽ được hơn 2 cân bột tầm khoảng đấy. Chạy xe đâu chả chạy nhỉ? Không, chỉ chạy tuyến thôi. Chỉ chạy theo tuyến. Ê bác ơi, không phải vần đâu, mở lại sau này các bác. Có cửa vần à, có cửa không ơi? Có láo không cửa không ạ? Cái này chắc là về sắp xếp là xe khác. Hả? Chắc là về sắp xếp là xe khác cái gì? Thôi, cho xe bé đi chạy thôi. Nào. Có ai? Bê này anh. Cứ để xe này chạy thôi. Nói mắng bác à? Tính bao cho bác lên làm gì? Mua cái này mấy chục cân.
quay 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 quay. Ờ, 8 tạ mà 10 bao với 1 bao vừa vừa nữa, nhỏ nhỏ nữa. Gọi là chứ không phải đóng cân 80 cân. Không. Thế nào gọi là ship 80 cân 1 bao. Bảy mấy.